Baby bus. Nó không hoạt động rồi. Hãy hỏi ý kiến của mẹ. Nó không hoạt động rồi. Hãy hỏi nó không hoạt động rồi. Hãy hỏi ý kiến của bố hoặc mẹ để bố mẹ trợ giúp. Nó không hoạt động rồi. Hãy hỏi ý kiến của bố hoặc mẹ để bố mẹ. Nó không hoạt động rồi. Hãy hỏi ý kiến của bố hoặc mẹ để bố mẹ trợ giúp. Xin mời vào. Miu Miu, cùng đi mua sắm ở siêu thị nhé. Được ạ, được ạ. Đây là những đồ nhất định phải mua. Nên mua gì nhỉ? Khu bán đồ chơi. Biết đâu có đồ chơi cực bạn thật giỏi. Khu bán thực phẩm đã chế biến. Hãy thử tìm đồ ăn phải mua nào. Bạn thật giỏi. Bạn thật giỏi. Không phải cái này. Bạn thật giỏi. Khu bán mỹ phẩm. Hãy tìm mỹ phẩm hoặc đồ trang sức cần phải mua. Bạn thật giỏi. Khu bán hoa quả và rau. Hãy tìm hoa quả và rau phải mua xem nào. Không phải cái này. Hãy tìm là thật tuyệt vời. Đúng là cái này rồi. Nếu muốn biết cân nặng thì phải bấm vào đâu nhỉ? Cân xong rồi, hãy bỏ vào giỏ hàng nào. Đã cân xong hết rồi, bạn thật là giỏi. Khu bán cá. Hãy thử tìm con cá cần phải mua nào. Ôi trời ơi, lưới bị thủng rồi, hãy thử lại xem. Đúng là cái này rồi. Bạn thật giỏi. Ôi trời ơi, lưới bị thủng rồi, hãy thử lại xem. Đúng là cái này rồi. Tớ mua xong đồ rồi, ra tính tiền nào. Xin hãy ông gian đồ trang sức, dưa chuột, bọc u táo, khu bán cá. Bà muốn thanh toán qua điện thoại. Cảm ơn. Chúng tôi đã mua sắm xong. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Nó không hoạt động rồi. Hãy hỏi ý kiến của bố hoặc mẹ để bố mẹ trợ giúp. Xin mời vào. Miu Miu, cùng đi mua sắm ở siêu thị nhé. Được ạ, được ạ. Đây là những đồ nhất định phải mua. Khu bán mỹ phẩm.
Hãy tìm mỹ phẩm hoặc đồ trang sức cần phải mua. Bạn thật giỏi. Khu bán đồ uống. Hãy thử tìm đồ uống cần phải mua nào. Thật tuyệt vời. Khu bán đồ chơi. Biết đâu có đồ chơi cần mua ở đây thì sao? Bạn thật giỏi. Khu bán bánh gato. Hãy làm chiếc bánh bạn thích. Quả và rau. Hãy tìm hoa quả và rau phải mua xem nào. Bạn đã chọn sai rồi. Không phải cái này. Hãy tìm lại. Bạn thật giỏi. Nếu muốn biết cân nặng thì phải bấm vào đâu nhỉ? Bấm vào hóa đơn và dính lên trên hoa quả và rau. Cân xong rồi, hãy bỏ vào giỏ hạt. Đã cân xong hết rồi, bạn thật là giỏi. Tớ mua xong đồ rồi, ra tính tiền nào. Xin hãy đặt hàng lên bàn tính tiền. Bàn trà cà phê. Việt đô khu bán bánh đào. Ta muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng. Wow, bạn đã mua rất nhiều sản phẩm. Tôi tặng bạn một vé rút thăm may mắn này. Chúc bạn giành được giải thưởng thật lớn. Cảm ơn. Chúng tôi đã mua sắm xong. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.